Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, tình trạng tảo hôn ở đồng bào dân tộc thiểu số trở thành vấn nạn của xã hội, cùng với tư tưởng của các thế hệ cha ông của người dân tộc Dao không muốn cho con cái của mình kết hôn với những người khác dân tộc vì lo sợ sẽ bị mai một và mai một văn hóa của dòng tộc, nên các cuộc kết hôn được sắp đặt từ cha mẹ thường được diễn ra từ khi con cái còn chưa đủ tuổi kết hôn, lúc con trẻ còn nhiều phụ thuộc vào gia đình và ít khả năng làm chủ tâm lý. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể gia đình và học sinh về hậu quả của nạn tảo hôn là biện pháp cần thiết và hữu hiệu mà thôn nạn đang sẽ sử dụng nhằm góp phần một cuộc sống văn minh, giàu đẹp hơn. Và thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến trong hội thi ngày hôm nay sẽ được gửi gắm trong một câu chuyện mang tựa đề Thức Tỉnh, với sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Mười trong vai Bố Mười, Lý Dòng trong vai Tom, Lý Giáng trong vai ông Giàng bố của Tom, Lý Quang trong vai Trưởng Bản, Lý Trang trong vai Gìn con gái Bố Mười, Hồng Thu trong vai mẹ Gìn, Phàn Thấy trong vai cô giáo, Tà Quầy trong vai người dân, Phàn Sinh trong vai người dân. Và ngay sau đây, tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Hay là em nhờ đồng vận của anh đi. Không, em không lấy chồng đâu. Em còn đi học nữa. Lại em với anh nên má sao mà lấy nhau được. Ui giời, cứ phải lo sợ nhỉ. Với lại em đi học, em cái chữ có làm em còn no được đâu. Anh bảo nha, em mà vợ với anh nhá, anh thề anh sẽ cho em cuộc sống sung sướng luôn nhá. Anh nói nhá, em có một homestay to là to, to nhất bản luôn này. Bố mẹ em có rất nhiều châu bò dụng luôn nữa. Anh đừng có lo lắng tung. Ý. Được rồi, tao sẽ phải mách cái cua tao ăn hỏi. Mày cứ mà chạy ra để chơi nhá. Ôi! Bôi! Bôi! Bôi lên này! Tình hình là con muốn lên vợ ấy. Thế ai? Mà con hỏi mày thì ai đấy? Ô, con coi thường nhé. Cái đứa em nhà chú ấy. Em nào nhỉ? Nhà chú Nguyễn. À, được không? Đấy, được đấy. Bố đi ăn hỏi con nha. Được. Dạo này con thèm vợ lắm ấy. Thế con cứ ngoan ở nhà này, bố đi hỏi xem nào. Dạ vâng ạ. Tại nhà vừa đang ngồi uống rượu thì bố của Tom đến hỏi cưới gì. Rượu của mình đâu nhỉ? Con này lại cất hết rượu chè gì như thế này. Anh Bố ơi! Ơi ai đây này? Ơi ai đang chạy sao? Đi vào! Ôi giời ơi! Mình ngon quá! Ơ, một mình uống rượu xuân nữa nè. Có bạn uống đâu? À, thế cho tôi xin tiền. Ngon đấy! Ngon, phải đất đây. Ơ, thôi nhé. Thế hôm nay giàu đến nhà tôi có việc gì thế? À, đó là anh bảo mày gặp con gái của nhà tao, con trai tao ấy. Ôi, nó còn đang đi học, làm sao nó lấy chồng được? Con gái học nhiều làm cái gì? Mai nó lớn nó cũng đi lấy chồng thôi. Mày gặp nó cho thằng con trai tao ấy, vừa đẹp trai, đi xe máy cũng giỏi, những ngày xưa tao mày bí quá ấy. Gả cho tao rồi. Tao lấy sĩ lễ này, tiền bạc này, về mày thoải mái ở nhà mà cũng theo. Nói này cũng hợp lý nhỉ. Tao còn đang lo nó lớn lên, nó còn đi lấy được tay được kinh sách việc. Đúng đấy. Ghi! Ghi đâu? Mày vào đây tao bảo. Dạ con đấy ạ, bố gọi con có gì không ạ? Ngày mai mày ghi học, mày đi lấy chồng cho tao. Bố mày nói đúng rồi đấy, lo mà lấy chồng đi con. Không, con không lấy chồng đâu, con còn nhỏ lắm, bố đừng có ép con lấy chồng, con đang có 15 tuổi thôi bố ạ.
Thôi, tao về nói chuyện với con về nhà mày đi. Tao về nhà chờ tin mày. Thôi, tao về, tao không mặt nha. Đây, uống rượu đã. Rồi. Ừ, đây, tao về nha. Vâng. Ê, từ mai mày đi học ở nhà. Mày có đi học chưa? Ở nhà lấy đàn con cho tao. Không. Nhà nó giàu lắm. Nếu mày lấy nó, mày vừa có đủ thứ, tao cũng có tiền uống rượu. Mà mẹ mày đâu mày đi dây. Nhưng con không lấy ông con đâu. Bố suốt ngày nát rượu thôi. Bố mày con gái mày còn nhỏ thế mà suốt ngày ép nó đi lấy chồng. Các bạn đang học với lớp 9 thì mà con suốt ngày ép đi lấy chồng làm gì? Tao nói mày nghe. Yên ơi, bố đã nói về rồi sẽ nghe thế cái làm nào gì? Nha con phải nhái nha, mẹ đi làm. Mẹ ơi, con muốn đi học con, mẹ ơi. Con ở nhà nghe bố mẹ đi, đi làm không biết. Nói thì cơ nghe được. Sau một thời gian không thấy Kim đến trường, cô giáo và trưởng bản đã đến nhà để hỏi thăm. Ông Bồi ơi! Ông Bồi ơi! Kinh nhà mình. Thế tình hình là nghe cô nói là cháu Kinh nhà mình đã nghỉ học được một tuần nay không có lý do. Thì tôi với cô giáo mới sang bên này để hỏi thăm xem tình hình tại sao không cho cháu đi học. Vâng, cả tuần nay không thấy em nghỉ đến lớp ấy, nên là hôm nay em với bác trưởng bản đến hỏi thăm gia đình mình. Thì mong là gia đình mình sẽ tiếp tục cho em đi học lại. Thôi, con Kinh nó còn phải ở nhà lấy chồng. À, tao không có tiền nữa đâu. Anh ơi, anh phải cho em nó đến trường phải học đẹp chữ. Em nó học rất giỏi còn ngoan ngoãn nữa. Sau này có công việc làm thì gia đình mình mới thoát nghèo được chứ. Mày thấy con nào? Nghe tôi làm nói đã. Anh cứ nghe, đừng nghe em nói đã. Bây giờ anh phải cho con đến trường học đẹp chữ. Thì sau này mới có kiến thức thì mới phát triển kinh tế thì mới thoát nghèo được. Cái chữ à? Cái chữ có ăn được không? Cái chữ ấy thì sẽ không mang ra ăn được. Nhưng có cái chữ rồi thì mới có kiến thức, phát triển kinh tế, mới có một cuộc sống tiến bộ, văn minh hơn chứ ông. Chứ như ông này suốt ngày ngồi ở nhà uống rượu này là dở đấy ông ạ. Thấy ông yếu lắm rồi. Không biết. Thế tôi hỏi ông này, cháu Kinh nhà mình năm nay mấy tuổi rồi? À, 15 tuổi rồi đấy. Ôi dồi, 15 tuổi. 15 tuổi là tuổi đi học, chứ không phải như ông cho bảo cháu đi học là cháu đi chồng đâu. Đây đây đây, nghe mình tính nghe tôi nói luôn cho ông nghe. Đây nha. Đây. Theo điều 8 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn đúng không ạ? Cái gì tao không biết. Theo khoản 1 điều 58 nghị định 82 ngày 15 tháng 7 2020 của chính phủ, việc tổ chức lấy vợ lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đấy ông ạ. Đấy, ông nghe rồi chưa? Ông nghe chưa, bị phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đấy. Thế mà ông suốt ngày em đồng lấy chồng nói ông không nghe cái gì? Ơi, tao không nghe nữa. Về đi, đừng phạt với cô giáo về đi. Về đi, tao không có nghe. Về đi. Sau một tuần không được đi học, Kim buồn bã lủi thủi một mình và có ý định dại dột. Buồn quá. Sao bố mẹ không hiểu cho mình? Sao bố mẹ cứ bắt mình đi lấy chồng nhỉ? Mình chỉ muốn đi học thôi. Mình nhớ bạn bè và thầy cô quá. Nếu mình không được đi học thì bố sẽ
sống của mình coi như là chấm dứt. Vừa lúc đó dân làng bố mày ơi, hình như có ai nằm ở đây này, bị thương rồi. Ôi, con nhà ai mà nằm ở đây này? Ai đây? Mẹ nói lên xem nhá, để tôi gọi nhà nhà của cháu. Bố nói đi nghe đi. Tôi gọi nhà tôi đi. Tôi vừa chân đường về đi gặp nhà con nhà ngất ở dưới xe đấy. Tôi về nhà tôi rồi đấy. Nó bị ngất. Yên ơi, con gái mày làm sao thế này? Sao mà con lại được thế? Con mày làm sao khỏe mạnh và tiếp tục đi học. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, nạn tảo hôn là tước đoạt quyền được học tập, quyền được vui chơi, sự hồn nhiên, ngây thơ của trẻ em, nhất là trẻ em gái, ép hôn khi chưa đủ tuổi là hành vi vi phạm pháp luật khi con chưa có đủ kiến thức và kỹ năng sống, chưa sẵn sàng làm cha, làm mẹ, làm chủ gia đình. Đây cũng chính là nguyên nhân của đói nghèo không thoát ra được. Vâng, và câu chuyện của chúng tôi có thể đã kết thúc ở đây, nhưng chúng tôi hy vọng rằng nó không chỉ nằm trong tâm trí của mỗi chúng ta. Chúng tôi mong muốn được gửi đến tất cả quý vị một thông điệp, đó là hãy luôn sống có trách nhiệm với bản thân mình, với toàn xã hội, để có cuộc sống ngày càng ít đi những giọt nước mắt đau thương, thay vào đó là cuộc sống đầy ắp yêu thương, những nụ cười hạnh phúc. Và điều cần làm ngay lúc này đó là cả tôi, cả bạn và tất cả chúng ta hãy cùng nói không với nạn tảo hôn.